Xin chào mọi người, rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của hôm mình ngày hôm nay. Thì dạo gần đây á, do là mạng lắc quá nên mình không có làm nhiều cái clip kiểu dạng đánh nha môn hay là đua top cho anh em xem được, nên mọi người thông cảm ha. Sau khi xem xong video này của mình á, thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì mình có nhận hỗ trợ nạp móc game. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình theo cái thông tin bên dưới. Thì đây là cái phần mô tả của mình ha. Ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đánh một ạc bên server 218 mọi người ha. Đánh vui. Đây không có cần câu nệ top gì cả. Đánh support anh em lên đăng top thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ xem điểm hiện tại. Hiện tại là mình đang top 2. Và cái ông top 1 server, ông này là mình sẽ nhận nhiệm vụ là chăm sóc ông này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử xem là ông này cái dàn nha môn ông mạnh như thế nào ha mọi người ha. Hai ông tương đương nhau, lực chiến của mình với lực chiến ông này tương đương nhau. Đấy. Ok, mình lấy mã số 3375248. Giờ còn có bao nhiêu phút nè? Ê, bây giờ mình bị đánh này nè. Đấy, mình bị đánh rồi, nhưng mà toàn để mình thử chat thôi coi. Này là Aclon à, Ac phụ đây. 3374803. 3374803. Ồ, ạc mạnh đó bạn, tại vì cũng lên server mới nè. Đấy. Vậy mình phải đánh. Ông này ông cũng đang đánh nè. 3375248. Để mình xem có ông nào bên kia có lên top không. Ủa ông này là liên minh nào nhỉ? Ồ, ông này cũng có mua đồ on top này bạn. Hai ông mua đồ on top luôn. Đấy. Ok, nhưng mà nhiệm vụ của mình cứ chăm tốt ông này đi. 3375248, tại không còn nhiều thời gian, còn có 12 phút à. Đây, mình bị chế bắt rồi nè. 3375248, tra cứu. Mình copy lại. Ok, xong tiến hành truy bắt. Ông này 31 vùng cách. Trời, mình quên bút vàng cao. Bút vàng này thì nó đánh hơi yếu các bạn. Giờ này mạng lắc thường xuyên nên chả đánh được gì cả. Đánh phút cuối toàn bị xoay thôi. Nên mình cũng không có làm clip cho anh em xem. Anh em xem ức chế như vậy. Hôm nay mạng nó đỡ nên mình làm clip cho mọi người coi. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Ngoài ra thì mình có một cái nhóm chia sẻ game. Thì tên là Ta là Quang Lão Gia, chia sẻ kinh nghiệm chơi game. Thì mọi người có thể vào cái nhóm đó để mọi người chia sẻ những cái tâm đắc về game ha. Bạn nào biết thì chỉ, còn không biết thì hỏi. Đấy. Cái ông doanh chính này là ổng ổng nâng môn cách nhìn ngộ nha. Cũng không ngộ đâu. Nâng đúng chứ cũng không sai, tại vì server mới nên không có nâng được nhiều con tướng ngon. Ông này ông nâng tứ giang ngũ nghĩa cũng khá đều nè. Nâng triệu mấy thế rồi. Ủa, sao nâng con này? Ông nâng có tứ giang nè, tứ giang cũng 2 triệu mấy, tư chất 100 mấy hết rồi. Nâng cũng đều ấy, chứ không phải đấy đâu. Ạc này, ạc ông kia đánh nha môn khá ngon. Nhiều khi chuẩn hơn ạc của mình đang cầm đó. Ạc của mình đang cầm thì build thiên về thế lực chứ không phải build thiên về nha môn. Nhưng giờ đang dần build lại. Đấy, mình phải truy bắt. Biết rồi ông ơi. Tại vì giữa các top server á không có chênh lệch nhiều. Vì giữa các server cụm đầu nên cũng chưa có thế
cũng chưa có chênh lệch thế lực nhiều, nên mấy ạc top á cũng khó ăn. Tại vì cho dù ạc mình 40m đi, 40-45m đi, nhưng mà mấy cái ạc tầm 5-6m thế lực á thì họ vẫn có thể truy bắt mình được 2-3 phát. Đấy. Nhưng mà tầm 10 âm truy bắt vậy là thấy gần âm điểm rồi. Nên muốn giãn cách thế lực á, thì ít nhất cách phải 200-300m thế lực á, lúc đó mọi người đánh sẽ ngon hơn. Còn kiểu mà trên nhau có vài triệu thế lực hoặc thậm chí là 20-30 triệu thì thôi, xác định đã muốn ông cho ông kia công ăn tớp thì không thể nào ông đó không được hết. Đến kiểu liên minh, có liên minh là cứ túm vô mà chơi thôi. Rồi thường là những ông tớp thì rất là khó ăn vương. Nha môn thì mình thấy đánh là sẽ là cơ hội cho các anh em ở tớp dưới, tại vì các top cạnh tranh với nhau và chủ yếu là đè các top thôi, nên các anh em có cơ hội vươn lên ăn nha môn. Mình thấy cái đánh kiểu đó rất là hay, rất là hay. Đấy. Nó không thiên về thế lực nữa. Đấy. Chủ yếu là thiên về chiến thuật rồi. Ông này ông nâng ông danh chính này, ông nâng trí lực này, ông nâng kim trọng lên 844 chất luôn. Đấy, cũng khá là ngon á. Mình bị đuổi bắt quá trời luôn. Mình theo yêu cầu của anh em thì mình sẽ chăm sóc cạc top 1 bên kia. Mấy lệnh ta? 5 lệnh. Nhưng mà mình chăm sóc bên kia 5 lệnh, chắc bên kia còn cũng chăm sóc lại mình 10 lệnh rồi. Hạt top server ngang nhau, ngang thế lực nhau bạn, khá ngon. Hai hạt có thể nói là tương đương cả về thế lực và lẫn về nha môn. Cái hạt bên kia, cái hạt của ông danh chính mình đang đánh thì nha môn nhỉnh hơn cái hạt mình đang cầm một tí, tại vì có thể là ông này cái hạt mình đang cầm á, ông này chưa biết chơi, nâng lúc đầu nâng tướng cũng chưa có chuẩn lắm. Giờ đang nâng lại từ từ. Thường mấy cụm đầu thì có cái event đua trí hàng vương á, thì mình có thể nhờ cái event đó để mình sửa tướng. Tại vì trí hàng vương thì nó thiên về tư chất, nghĩa là mình nó tính là tính điểm đập sách chứ nó không tính điểm tổng thế lực. Còn sửa nha môn chắc chắn là phải thọt thế lực rồi bạn. Tại vì nhiều con nó sẽ không có được búp cao. Đấy, nhưng mình vẫn phải đập cho mấy con đó để cho lên điểm tư chất, cho đem nó mạnh hơn. Đấy. Chắc chắn là mình không thể nào mà chu toàn hai đường được. Mình phải lên chọn một đường mình đi. Còn trường hợp mà ông nào quá giàu VIP 10 vừa 1 thì lúc đó mới có thể chu toàn hai đường được. Vừa thế lực. Đấy, vừa thế lực vừa nha môn. Lúc đó mới ngon được. Còn 6 phút các bạn. 6 phút mình coi ông nào bên tớ bên kia mình tặng cho mấy cái chẳng đây, ông vận là ông nào đây, 337-4803, ông này có bon chen lên ăn tớp nè. Ba ba bảy bốn tám ba ba, nhưng mà mình coi cái ông top 2 của mình để cho đây tú đây không, nhưng mà ạc vận này nó sẽ ngon hơn. 337-8433 mình còn đánh được bao nhiêu lần nữa ta? 2 lần. 337-8833 đúng không? Sai rồi. Măng tay à, cái ạc này không ai chăm à. 337-3045 mình phải chăm cái hạt này để đánh coi, để cho họ không có lên top, để coi kỹ nó một lần nữa coi. Tệ Mỹ này là ai? Không, mình sẽ không đánh, mình sẽ đánh hạt tệ Mỹ nè. 337-3498 mình phải dẹp lòn hết những cái hạt mà có nguy cơ lên đăng top. Mình thì chắc chắn mấy bạn kia sẽ đánh mình xuống. Đấy, đánh mình xuống.
thì mình phải đánh dẹp những cái ong mà nằm ở phía cuối, phía dưới những cái tớp, phía dưới những cái tớp của anh em mình á. Tại vì nhiều khi là mấy người đó sẽ đánh những cái ạt của anh em mình xuống để họ leo lên, nên bây giờ mình phải đánh phủ đầu, mình phải đè mấy ông đó xuống trước, không cho họ có hồi lên. Đấy, cho dù họ có đánh anh em mình thì họ cũng bị tụt điểm, tại vì mình chăm sóc mấy ông đó. Đấy. Nên cho dù top có bị mất thì cũng thuộc về team mình chứ không có rơi vào team người ta, chứ mình cứ lo farm điểm, mình không có để ý mấy ông ở phía dưới. Đấy, lúc đó họ sẽ đánh những cái mấy ông thuộc team liên minh mình á, ông lên điểm. Tới lúc đó cuối thì mình không thể nào mình đánh kịp nữa. Nên đánh dạng support thì mọi người phải để ý là xem ông nào có mua đồ ăn top, mình đánh vài lệnh. Đấy. Xem mấy ông đó ông có lên điểm hay không. Nếu mấy ông đó bương điểm lên là mấy ông đó muốn đua top. Còn mấy ông mà ông không bương điểm lên đó, thì thôi mình chuyển sang khác mình đánh. Bởi vì nha môn là một trong những hoạt động hay nhất game. Đấy, quan trọng là mọi người phải online cùng lúc vào những phút cuối. Nhiều nhiều team mình thấy chơi rất là hay, họ hẹn nhau cuối tuần á, ra một tại địa điểm nào đó họ chơi chung. Họ chơi chung với nhau. Đấy, rồi cùng nhau đánh nha môn, đặc biệt là nha môn liên binh. Đấy, mình thấy đánh gì rất là vui. 337 3045. Mấy kia không lên đâu. Trời sao để biết được. Cái này mình chắc đánh kịp được một lần, 1.5 lần. Mình bận chat với mấy ông này nên đánh hơi trễ, với lại bên kia không có ai đánh. Cái ông danh chính ông không ban mình là mình ăn rồi, tại vì mình tặng ổng 5 lệ là ổng không thể nào mà ổng lên được nữa. Thế ông phải đè mình xuống, nhưng mà đè mình xuống thì hai anh em mình vẫn ăn. Đấy, cỡ nào team mình vẫn ăn, tại vì mình đè mấy ông top 4 top 5 bên liên minh kia xuống hết rồi. Mới là dặn anh em là trong liên minh mà ai bò lên top 10 là mình cứ rỉ xuống thôi. Đấy. Mọi người có thể chơi cái chiến thuật này khá là hay. Kiểu là làm cách nào anh em cùng nhau đua top. Đấy, đến nhà môn hay nhất là có anh em cùng nhau đua top, và ai mà lọt vào trong cái top 5 hoặc top 10 mà không phải team liên minh mình thì cứ anh em cứ farm xuống thôi. Đấy. Đánh vậy là khỏi ai chạy được hết. Rồi chừa mấy cái lệnh phút cuối để mình đánh. Thì vương nó khó tuột khỏi team mình lắm. Server cũng vậy, server thì mình đánh kiểu đó, mình đánh đế. Yeah, đánh ai đây? Còn lại top coi. Võ Tắc Thiên. À, Võ Tắc Thiên đâu? 3372564. Đánh hôm này xuống luôn. 3372564. Ồ, hết tướng rồi. Còn có 1 phút à, mình phải đánh nhanh. Chưa thuộc tướng các bạn. Chưa thuộc tướng đánh khó là nhanh lắm. Nếu mà mình thuộc tướng thì mình có thể đánh 30 tướng trong vòng khoảng 1 phút 10 giây. Còn nếu mà chưa thuộc tướng thì mình đánh tầm 1 phút 30 giây luôn. Trung bình mình đánh 10 lệnh. 10 lệnh là sẽ mất bao nhiêu nhỉ? 10 lệnh thì mất khoảng 6, 8 phút. Tốc độ đánh 10 lệnh mất 8 phút. Trong trường hợp là mình thuộc tướng nha. Còn nếu không thôi là cứ nhầm, 10 lệnh mình đánh mất 12 phút chứ. Nếu mà trong trường hợp mình thuộc tướng, còn nếu mà mình không thuộc tướng thì mình đánh 10 lệnh tới 15 phút lận. Đấy. Đánh hết giờ đó.
là hết giờ rồi. Này vừa đánh vừa búp. Tại con này nó hơi yếu bạn. Kiểu con mạnh là mình cứ búp một phát rồi sau đó mình đánh thôi, mình không cần phải búp nhiều. Hết giờ rồi. Ok. Không ai lên cả. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video của mình nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Đây. Măng tay, giao phi, vân vân. Hai ông này ông vẫn cứ bò lên top 5. Team kia bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5 người trong top 5 luôn. Đây. Idol thuần. Idol thuần team mình xuống top 14 luôn. Mình coi cái ông top 1 bên kia đang top mấy đây. Ông đó ông tên gì quên rồi nha. Mình quên rồi, hồi nãy mình mới đánh ổng xong. À danh chính này, danh chính xuống top 51 luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Ok, cảm ơn mọi người, chơi vui vẻ thôi. Đấy. Thằng này thì đang đứng top 2 server bạn. Top 2 server. Top 3 chứ. Top 3 server nhưng mà ba ông top 1, top 2, top 3. Thế lực ngang nhau. Server này tính ra là khá là mạnh đấy. Mấy ông top ngang nhau tính ra khá là mạnh. Đuôi liên server thì sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.